Hello, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Gốc Việt nha. Đây chắc có lẽ là cái bản tin cuối cùng của cái chuyến mà đi tiễn nội đi về nơi xa hay cả nhà. Bởi vì hôm nay cái clip này sẽ chia sẻ với cả nhà 6 cái vấn đề liên quan đến cái câu chuyện mà nội đi về nơi xa đó. Thì bây giờ mình chia sẻ ba cái vấn đề của bên Thiền Am trước. Thứ nhất á là mình xin đính chính lại là đến thời điểm này thì nậu vẫn chưa lên xe và cơ quan chức năng vẫn đang làm việc tại cái gia đình của Thiên Em. Nói chung là từ trưa giờ đó nội cứ mệt, rồi họ nội ngóc đầu dậy và nội mệt mệt lên mà xuống hoài vậy đó. Mặc dù xe cứu thương vẫn có ở ngoài, hiện tại và xe cứu thương và cái xe xe chuyên dụng đó vẫn còn ở ngoài đó, nhưng mà nội không có lên đó. Thì mình khẳng định lại luôn nha, tại vì nãy giờ cũng có nhiều cái thông tin là nói rằng nội đã lên đầu tiên này kia kia nọ, nhưng mà thật sự thì tới thời điểm này nội vẫn chưa lên ha. Hai hai cái anh sáu múi á, là đi đầu tiên đi xe bít bùng đó, rồi tới một vàng con cháu ở đi cái xe 25 chỗ rồi nó đến. Nói chung là ai làm xong thì đưa người đó đi trước ha, nhưng mà nội thì cuối cùng vẫn chưa lên. Rồi cái vấn đề thứ hai cũng chia sẻ về về chuyện của nội luôn, đó là một cái đại đồ đệ của nội là anh chàng Hoàng Nguyên đó. Anh này sau khi mà phát hiện em của mình là Nhất Nguyên đã bị công an tóm rồi, thì ảnh vội vàng bỏ chạy, leo rào bỏ chạy và bị vướng lại. Nói chung là giống như là đóng phim hài vậy đó, giống như vậy là Hoài Linh mà đi đi tự vẫn mà mất cái quần đó. Thì nói chung cái chuyện đó thì Minh Tùng chắc nó kể rồi, cả nhà cũng có nghe rồi ha. Và cái vấn đề thứ ba cũng liên quan đến bên nội luôn, đó là lính tráng của nội đó, Lan Lư Thưa, Lan Dày gì đó. Nói chung cũng 4-5 người này, nghe động tĩnh, nghe bên chính nghĩa địa nói thì cũng đã có phản ứng bằng cách là đi đến khu vực Hoàng Khánh Tây và trú ở ngoài cái quán cà phê, trú ở đó thôi, không dám like cũng không dám manh động như mấy lần trước ha. Đó là một cái điều rất là đáng ngạc nhiên, bởi vì trước đây họ rất là mạnh miệng khi mà xuất hiện ở tòa án ha, họ cũng rất là mạnh miệng, cũng quơ tay múa chân đủ thứ hết, nhưng mà lần này thì lại khác, lẳng lặng ở cái quán cà phê rồi cũng không dám livestream luôn, cũng không dám kêu bằng không manh động ha, chờ đợi cái thông tin chính thức hay là chờ đợi thông tin từ phía những người trong Thiền Am. Nhưng mà họ thì các nhà biết rồi đó, im lặng luôn, tại vì cơ quan chức năng ta làm việc thì chỉ im lặng thôi chứ đâu có làm gì được giờ ha. Thì đó là ba cái vấn đề có liên quan đến nội chốt lại ở trong ngày hôm nay. Thì tí nữa mình sẽ cập nhật thêm, không biết là còn cái thông tin gì nữa mình chia sẻ tiếp, nhưng mà tạm thời của nội là như đó. Rồi cái vấn đề thứ hai là không phải là của công gia đình nội ha, nhưng mà ở bên ngoài, đó là đài truyền hình Long An vào lúc 19 giờ 45 phút này sẽ có một cái phóng sự để sâu chuỗi lại tất cả những cái vụ việc có liên quan đến Thiền Am, từ cái việc nói chung là từ cái ồn ào ngày hôm nay cho đến những cái ồn ào trước đây luôn. Thì phóng sự đài truyền hình Long An sẽ có sự xuất hiện của rất là nhiều nhân vật và chúng ta cũng sẽ khá bất ngờ trong cái phóng sự này. 19 giờ 45 nha cả nhà, đài truyền hình Long An, cả nhà có thể xem lại trên kênh YouTube của hoặc là fanpage của truyền hình, đài truyền hình cũng có luôn, truyền hình Long An 34 hay gì đó, Long An 34 ha, 19 giờ 45. Rồi cái vấn đề thứ hai, nãy thì mình cũng có nói rồi nhưng mà nó chưa rõ lắm, đó là cái chuyện cô bé Diễm My. Đúng ra cái chuyện này thì để bàn sau ra, nhưng mà lỡ rồi mình nói cho hết cái câu chuyện ngày hôm nay luôn. Thì Diễm My như chúng ta đã biết là không có tìm gặp ở trong Thiền Am, thì đó là một cái không biết là chuyện buồn hay chuyện vui, nhưng mà anh Thắng chị Mai rất là buồn, bởi vì họ mong ngóng đến cái ngày này để gặp được con, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa gặp. Rất là nhiều người nói ra nói vô, có thể là họ đưa Diễm My đi đâu rồi, bởi vì bị động động ổ lâu rồi đúng không, đã đưa đi đâu đó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rồi đó, nếu như mà Diễm My mà có liên quan đến Thiền Am bên bờ vũ trụ đó, thì khi mà bị tóm đi hết như vậy thì trước sau cũng lòi ra thôi. Nếu mà thật sự Diễm My nằm có liên quan đến Thiền Am đúng không, thì cỡ nào cũng cũng lòi ra thôi. Bởi vì có nhiều người nói rằng họ đã biết, họ bị động, họ đưa Diễm My đi trốn, họ đưa Diễm My đi An Giang, đi những cái nơi khác đó. Thì nếu mà thật sự có như vậy thì phải lòi ra thôi, cơ quan chức năng người ta có cách làm việc đúng không. Thì đó cũng là một cái chuyện buồn đối với gia đình, nhưng mà không biết về cái cô bé này như thế nào, chúng ta còn chờ. Nhưng mà có một cái chuyện đáng buồn hơn nữa, chuyện đáng buồn hơn nữa, đúng ra là
rất nhiều anh em khuyên là cũng đừng có nói, nhưng mà cái vụ này thì nó lùm xùm rồi, chúng ta cũng chia sẻ luôn. Đó là trong cái việc mà chở những đứa bé bé đi đó, thì có một đứa bé hơn 6 tháng gì đó, thì rất giống là cái cô bé này, rất giống là cô bé Diễm My. Nói tới đây thì chắc có lẽ là có nhiều người cũng buồn buồn cho gia đình, nhưng mà hy vọng rằng không phải như những gì chúng ta tưởng tượng, đúng không? Có một đứa bé thì nói vậy chắc có lẽ là nhiều người hiểu ha. Bây giờ thì ở ở cái khu vực Thiền Am á, cơ quan chức năng vẫn còn xung quanh nó rất là nhiều, nhưng mà nói chung là nới lỏng ra, có thể là cho người dân địa phương ta đi tới lui, tại vì cả ngày rồi người ta không được về nhà, và có người thì ở trong nhà suốt không được ra, cho nên người ta nới lỏng ra. Nhưng mà những cái người mà không thuộc hộ khẩu của quận Thanh Tây, của cái khu vực đó đó, thì vẫn không được vào, và hai chốt chặn vẫn còn người canh giữ đó, không thể vào được. Người ta nói rằng là những người địa phương người ta đoán á, nếu mà ông cụ này ông không chịu lên xe, ông không chịu hợp tác, thì có khả năng là người ta ở đó luôn, từ chốt luôn. Nhưng mà mình nghĩ là trước sau thì cũng lên thôi, tại vì hồi nãy cái xe chỉ huy về rồi, xong rồi thì có tăng cường thêm một cái lực lượng, những người phụ nữ công an cảnh sát mà nữ á, đi chung với cái xe cứu thương nữa, thì có lẽ là giờ ông muốn đi, ông không đi ông cũng phải đi. Mình nghĩ là vậy, chứ bây giờ làm hết ngày hết giờ rồi, không lẽ người ta đỡ là chờ hoài. Tuy nhiên thì cái cuối cùng, kết quả cuối cùng thì không biết như thế nào, nhưng mà mình nghĩ thì phải lên thôi, đúng không? Chứ đâu có lý nào còn gì, có mình ông đó mà để cứ để cơ quan chức năng 4-5 xe, xe công an, xe cảnh sát giao thông, rồi những người hỗ trợ á, thì cũng phải đợi luôn. Do đó là mình nghĩ là sớm thôi, và chắc có lẽ là khi mà xuống cái like này, xuống cái xong cái video này, mình sẽ lại đó thám thính tình hình tiếp. Hôm nay là kêu bằng ăn bở bụ luôn cả nhà, không về luôn, mặc đồ dơ luôn. Thấy Minh Tùng đồ mấy anh em đồ tác nghiệp dữ quá, cho nên mình cũng ở lại mình xông pha luôn. Nói chung là bữa nay đuối luôn, đuối như trái chuối luôn, nắng nâu rồi bụi bặm, rồi ở ăn bụi, ăn bờ ở bụi, giấc dưỡng từ sáng tới giờ mắt đỏ lòm luôn đó nha. Nhưng mà cũng cũng thấy cũng, cũng vui, tại vì cái kết quả của mình theo đuổi 3 năm nó cũng có cái gì đó, đúng không? Để thôi người ta cứ chửi, người ta nói mình là ăn hiếp người già trẻ em, rồi mình là vu khống này kia cái nọ, chửi bới sùm hết đó. Bây giờ những cái người mà chửi bới đó, những cái người chửi bới bây giờ á, họ trả lời như thế nào đối với tụi mình, hoặc là đối với những cơ quan chức năng á, đúng không? Những người đó bây giờ mới nên nên trả lại cái sự công bằng cho tụi mình nè, đúng không? Không phải trả lại công bằng cho Thiện Am nữa, mà trả lại công bằng cho mình. Và cái câu trả lời hay nhất á, là những cái người mà ngày trước đây từng chửi bới tụi mình, từng chửi bới rất là nhiều những cái anh em mà khi mà nói lên về cái sự thật của Thiện Am á, là đang núp lùm ở ngoài cái quán cà phê Dõng thôi, không dám vào trong đó để có thể là thám thính tình hình, hay là nhìn những cái kết quả thần tượng của họ đã đang đang làm gì trong suốt ngày hôm nay, đúng không? Họ chỉ núp lùm thôi, rồi chửi bới sùm thôi. Và bên cạnh đó đó, thì mới đây mình thấy mới thấy luôn là bà Lan Lưu Thưa đó, bà Lan lên một clip rồi, bà nói chớ vội vui mừng quá sớm gì đó, cả nhà có thể xem lại nè. Các bạn vui mừng quá sớm, quy chụp tội dễ vậy. Trời ơi, người ta lên xe bích bùng luôn, mày quy chụp cái gì nữa má, thiệt nói mà nói câu đó luôn chứ, hết rồi, hết hết cách rồi, hết cách đối với bà Lan Lưu Thưa luôn rồi đó. Vô tình thấy cái clip bà Lan Lưu Thưa mới làm núp lùm ở ngoài, núp lùm ở ngoài giờ hết, đâu có làm gì đâu, giờ lén lén về nhà làm một cái like, rồi bắt đầu nói vui mừng quá sớm sớm gì nữa, công an người ta hốt đi cái đám hết trơn vui mừng gì nữa, đúng không cả nhà? Cái chuyện này thì cũng không phải cái gì gọi là quá vui mừng hay là gì, tại vì nó là sự thật rồi. Sự thật thì chúng ta chấp nhận thôi, chứ còn cái gì nữa mà phải nói là vui không vui hả? Đen gì nay đen thui rồi. Thì nói chung là thôi vậy đi, bà Lan Lưu Thưa bà muốn vui không vui, buồn kệ bà đi, nhưng mà quan trọng là giờ cơ quan chức năng đã hốt rồi. Thì vậy là coi như là thành công bước đầu rồi. Anh em góp cái tiếng nói như đó là vậy là quá đủ rồi, đúng không? Rất là mừng ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.